chị ơi. Mẹ cha chị sinh ra chị, chị phải vui vẻ lên vì có mặt trên đời chứ. Suốt ngày buồn rầu ủ rũ như vậy, ngày uống bao nhiêu thuốc mà không khỏi. Chuyển chủ đề khác nhá. Nãy em đi chợ, em đi mua cá kho cho chị, thì có bà bán thịt cứ mời em là: em ơi ăn mông chị đi, mông chị ngon lắm. Em không mua. Em quay sang bên kia thì lại có bà mời em là: em ơi nách nhé, nách ngon lắm, thơm lắm, ngửi đi. Chết rồi, buổi đầu tiên đi làm mà đã muộn này, tí sếp đến sếp đuổi việc mất. Thảo Thảo, tí nhớ cho chị uống thuốc nhá. Hai chị em chưa nấu cơm, anh không ăn ở nhà đâu. Thế anh ăn ở đâu? Anh ăn ở công ty, mấy cái viên xanh đỏ tím vàng ấy. Mỗi loại 2 viên, nhớ cho chị uống nhá. Xanh đỏ tím vàng mỗi loại 2 viên, em nhớ rồi. Này, vui vẻ lên. Em mà mãi thế này thì thành con thiểu năng đấy, não không phát triển được đâu. Thôi, anh đi làm đây. Chị, em mong chị sai em làm một cái gì đấy quá, mà cả ngày chị chẳng nói gì cả. Chán ơi là chán. Cả cuộc đời đi giúp việc của em chưa gặp người chủ nào hiền như chị. Đâm ra công việc không có áp lực cũng thấy chán. Mà thôi, chị ngồi nghỉ đi nhá, em vào trong làm việc đây. Thị Nhung, đúng thật là Thị Nhung. Vừa câm vừa điếc, ngồi không nói gì. Ý, 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 ý. Chị Nhung, chị nghe thấy gì không? Em vừa chửi chị đấy. Chị chửi lại em đi xem nào. Giời ạ, khổ quá. Chị nói đi. Ơ, chị nói gì đi chứ. Chị mà không nói là câm mới điếc thật luôn đấy. Chị Nhung ơi, em quỵ chân thật rồi. Anh đi làm về rồi đây. Ơ Thảo, em làm sao thế? Anh đỡ em với, em lau nhà bị ngã, em què chân, em thành thật mất rồi. Khổ quá, ra anh xem nào. Chẳng cẩn thận gì cả, mày què thế này thì ai giúp việc cho nhà anh? Để em tính đã chứ, giờ chân em đau này chả làm được việc gì đâu. Nếu như mà anh đồng ý thuê em ngồi chỉ để chém gió cho chị Nhung vui thì em làm. Thôi, anh có thừa tiền đâu. Mà mày xem có ai uy tín giới thiệu cho anh đến làm vài hôm thay mày. Vâng, để em tính. Cái Thảo nó bảo anh trai nó đến làm thay. Em ở nhà cố gắng vui vẻ, mỗi ngày cười thêm một cái cũng được nhá. Lady and chào anh chị, tôi đến làm thay cái Thảo cho tôi. Anh đến rồi đấy à? Vào đây tôi hướng dẫn anh vài thứ. Tất cả đồ ăn tôi để trong tủ, thực đơn thì đây. Anh chỉ cần làm theo là được, nấu đúng những gì ghi trong đó. Vì em gái tôi chỉ ăn được như vậy thôi. Đừng nấu sai nhá, công việc chỉ có cơm nước và dọn dẹp nhà cửa. Chứ anh nấu cơm rồi bón cho em gái tôi ăn nhá. Thôi, tôi đi làm đây, có gì alo tôi nhá. Tôi đã rõ. Úi giời ơi, sướng thế, một mình một nhà. Cái tủ lạnh nó khóa rồi hay sao nhỉ? Xin chào. Ồ. Bonjour, hello các thứ. Vẫn không hiểu à? Ni hao. Sawadika. Annyeonghaseyo. Khổ thế chứ. Nhà giàu xinh đẹp, thơm ngon thế kia mà lại tự kỷ. Ví của giời. À, ê, xem nốt tập phim hôm qua. Ôi, xinh thế không biết. Đây, cô có thấy diễn viên nữ xinh không? Lại nhá. Này, cô có thấy diễn viên nữ xinh không?
À đấy, đúng rồi. Tôi với cô cũng cùng suy nghĩ đấy. Ô, Bim Bim này, của cô à? Xin miếng nhá. Ê. Ngon quá. Ăn không cho bỏ ngon. Ăn không? Ngon. Nè. Ăn đi. Ăn đi. Ui, đổ ngon nay không ăn. Chê phí của giời em. Ui. Nhà giàu có khác. Đồ ăn vứt đầy nhà. La liệt em. Mượn tí nhá. Em phết ạ. Quần áo nhà giàu xịn thật đấy. Bồi có tí hết sạch mỡ. Ê, nhắn gì? Tay tôi mút sạch hết mỡ rồi. Không bẩn được đâu. Mà tí nữa tôi thay cho cô bộ đồ khác. Ủa. Sợ chết được. Tóc tài rũ rượi như con điên đấy. Chả buộc gọn nó vào. Để tôi buộc cho nhá. Xanh đỏ tím vàng. Quay đây. Quay đây. Không phải ngại đâu. Không có cái gì đâu mà ngại. Đây. Quá xịn. Đấy. Quả tóc này nhá. Đi ngủ 3 hôm vẫn không bị rối. Thôi đi. Ô, nói được rồi à? Ôi. Thôi, ngồi đấy nhá. Tôi đi làm việc nhà đây. Nãy giờ quá đà, quên mất mình là giúp việc. Tăng tăng ta rắng tăng, Nhung ơi về với anh. Nhà anh đây trồng cực nhiều khoai tây. Anh đây chẳng có chi. Ơ, lại còn biết cả cười nữa à? Tốt đấy. Anh đây chẳng có chi. Tì 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 tì. Đấy, tôi nói cho cô biết nhá. Cuộc đời này á, phải vui lên, phải cười thật tươi vào. Cười đi, xong rồi tôi cho cô đi xem chọi trâu này, lễ hội này. Ui, vui cực kỳ luôn. Ừ. Mà này, cô phải chịu khó ăn vào, tôi thấy cô hơi gầy đấy. Mà nếu muốn tăng cân nhanh ấy, thì để tôi mua cho cô bao cắm cỏ. Lợn nhà tôi nha, dùng cái đấy mỗi tháng tăng 20 cân. Quá kinh luôn. À, tôi mượn bóng tay tí nhá. Ra. Cái loại thần kinh như anh á, có một người chết cũng phải tức sống dậy. Đừng nói là tự kỷ như tôi. Anh chết với tôi. Chết đi. Quan, đừng có mà hành hung người lao động nhá. Đi tù đấy. Tôi phải đánh chết anh một.
Mày kiếm đâu được cái nhà giàu thế? Khổn thật đấy. Có bao nhiêu thứ nha, anh ăn hết. Ngon ơi là ngon. Nhà đấy trả lương rất là cao. Anh làm như thế người ta không thuê mình nữa. Em bắt đền đấy. Thì có ai cố tình đâu. Anh thấy nhà nó giàu quá, với con bé nó không nói gì, nên anh mới thế. Chị Nhung ạ, ngày trước còn nói được 1 đến 2 câu, giờ chẳng hiểu sao càng uống thuốc càng không nói được. Chẳng biết có khỏi hay không nữa. Ô, hôm anh trêu nó, anh bôi bẩn vào áo nó nhá, xong rồi còn lấy tay nó quấy vào mũi anh. Nó tăng xông lên, nó vừa đánh vừa chửi anh cơ mà. Ô, thật á anh? Lại còn không à? May anh mày nhanh chân nhá, không đụng anh cho mất người rồi. Uầy, anh giỏi thật đấy. Em quý chị ấy, cố gắng bao nhiêu lâu mà chị ấy không chịu nói câu nào. Mà anh có một hôm mà làm chị ấy nói luôn được, tốt quá rồi. Mà này, mai mày đến làm đi, chứ anh không đến nữa đâu. Anh đến nỗ anh chết đấy. Được rồi, để mai em đi làm. Này, nếu mà anh em nó làm căng cái vụ mà anh ăn hết đồ nhà nó ấy, thì mày bảo cho anh gửi lời xin lỗi đến hai em nhà nó nhá. Có gì chưa vào lương của mày ấy. Anh khôn thế. Ừ, khôn mới làm anh của mày chứ. Ơ, cái con bé kia làm gì đấy? Tốt rồi, cứ thế nhá, nói nhiều lên một chút. Ở nhà nhá, mở kênh cái tivi lên mà xem. Tí giúp việc đến bây giờ đấy. Anh đi làm đây. Tôi định chết anh. Ơ, chị làm sao đấy? Chị sao đấy? Hôm nay em khỏi chân rồi, em đến để chăm sóc cho chị, chứ để anh trai em làm phiền chị ạ, khéo chị ốm thêm ấy. Thôi, chị ngồi nghỉ ngơi đi, em vào bên trong làm việc. Chị Nhung, anh trai em bảo là chị chịu nói rồi cơ mà. Sao chị không nói thế? Chị nói gì đi? Chị không chịu nói á, hai cái môn nó dính vào nhau là mất mồm luôn đấy. Lại thế rồi. Anh về rồi à? Em bảo này, anh đưa chị Nhung đi khám hay xem thế nào đi chứ. Cả ngày hôm nay em nói chuyện với chị ấy không phản ứng gì cả. Thật á? Hôm qua anh tưởng bảo là đỡ rồi mà. Thấy anh Hiếu nhà em bảo là nói nhiều với cả vui tươi lắm. Thế mà giờ chẳng hiểu sao lại héo hon như này. Hiếu nói vậy á? Thế em có cái ảnh nào của anh trai em không? Cho anh mượn. Em có. Nhung ơi, em xem này. Xong, đã hiểu ra vấn đề. Mai em đưa anh trai em đến đây, anh thuê cả hai anh em luôn. Thật ạ? Vâng, lương bằng em chứ anh? Bằng luôn. Nếu mà em gái anh khỏi bệnh, anh sẽ thưởng lớn cho anh em. Vâng ạ. Kể ra mà không tự kỷ thì điểm 10 luôn. Này, ôi, anh bị làm sao mà cười như thằng thiểu năng thế? Này, hình như anh thích cái em chủ nhà chỗ mày làm rồi sao ấy? Thích nhanh thế á? Nó xinh thế mà lại, ngay cả hôm nó giận anh nhá, nhưng ôi, cũng xinh luôn. Kiểu này, ông ấy không cần trả lương, cũng
cũng sẵn sàng đến nhà chị Nhung chăm chị Nhung với mình. Anh này, từ giờ ngày nào anh cũng đến nhà chị Nhung chăm chị Nhung với em nhá. Em sẽ xin anh chủ nhà cho. Được, nhưng mà phải hết giờ làm anh mới đi được đấy, không thì đến đấy cả ngày cũng mà chết đói à. Vâng, chốt nhá. Thôi em đi về phòng đây. Không biết mình có phải chàng hoàng tử đánh thức công chúa ngủ trong rừng không nhỉ? Tự nhiên lại thích cái đứa như thế. Đúng là điên thật rồi. Sáng rồi à? À, hôm nay chủ nhật. Đi gặp nàng thôi. Đầu như cái đầu. Mà thôi, như cái tủ quạ. Đi cắt tóc cái cho nó phái ca, tỏ tình cho nó nắm chắc phần thành công. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along my friend, for it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end, no they don't fade away. So when I'm gone. Vâng anh ơi, anh muốn sử dụng dịch vụ gì bên em ạ? Bên mình có cái gói nào mà nó sang nhất không anh nhỉ? Vâng, combo cao cấp ở bên em là đang có giá 100.000, bao gồm là gội cắt xả vuốt, khi vuốt sáp cao cấp và massage. Ủa ôi thế à? Thế sang quá nhỉ? Thế thì anh cho em cái gói rẻ nhất. Vâng, nếu mà gói rẻ nhất của bên em là đang là 60.000, bao gồm là cắt tóc và vuốt sáp anh. Dạ vâng, thì anh làm luôn cho em đi. Vâng. Hello. Ni hao. Sawadika. Hey. Hello. Anh Hiếu à? Chị Nhung, anh Hiếu kìa. Anh tới rồi. Bây giờ mới đến hả? Hôm nay tôi cho anh biết thế nào lễ độ. Ê, từ anh có điều muốn nói mà. Ok, muốn nói à? Đánh xong thì nói. Chị Nhung chạy vừa thôi, không ngất tờ đấy đây. Đúng là một tình yêu quái dị. Cuối cùng thì em cũng chịu cảm nhận thế giới xung quanh rồi. Anh thích em. Và anh biết em cũng thích anh, có phải không? Không. Không thích anh thì tại sao nhìn thấy anh em lại cười? Không, em không thích anh. Không thích anh mà sao em cứ để anh ôm nãy giờ? Nếu không thích anh thì ít ra em cũng phải trả công cho anh chứ. Vì anh đã chữa bệnh cho em. Mà em xem này, em sắp khỏi bệnh rồi đây này. Em định nói là em thích anh có phải không? Em cái gì nữa? Vì em yếu đuối nên
anh sẽ dành cả phần đời còn lại để che chở cho em. Hai đứa không phải quá lo lắng hay là tự ti về mặt kinh tế đâu. Anh sẽ giúp hai đứa vượt qua sự phản đối của bố mẹ. Dạ vâng, được vậy thì tốt quá anh ạ. Em hứa sẽ chăm sóc, lo lắng cho Nhung. Dù em có nghèo, nhất định em sẽ không bao giờ để cô ấy phải khổ đâu anh ạ. Sau khi cưới, anh sẽ để lại cho hai đứa cái nhà này, coi như là quà cưới, cũng như là cảm ơn Hiếu đã là liều thuốc tinh thần giúp Nhung hồi phục. Em cảm ơn anh ạ. Cô khỏi bệnh là tôi mừng rồi. Hai đứa phải thật hạnh phúc với nhá. Dạ vâng ạ. Này, ông đi đâu ấy? Ông lại định trốn đi chơi đúng không? Con sợ ông đi luôn đi. Đi, bước đi. Đi ra xem tivi. Biết thế ngày xưa à, cứ để cho bà tự kỷ, giờ đỡ phải khổ cái thân tôi. Cái gì cơ? Nói lại xem nào. Con sợ lại nào. Không, không nói cái gì đâu mà. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn có thấy Hiếu sau khi cắt tóc đẹp trai không nào? Muốn đẹp trai, tán gái đổ 100%, đến ngay Còi Barbershop, địa chỉ 25 Trần Phú, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Tại đây thì tất cả các bạn sẽ được tư vấn những kiểu tóc mà hợp với mình nhất. Quan trọng là giá cả cực kỳ phải chăng. Còn chần chờ gì nữa, đến ngay Còi Barbershop để biến mình thêm trai đẹp nào.